Con đường lên điểm trường Hồi Púng của trường mầm non Pa Tần, huyện Nậm Pồ sau những tuần mưa liên miên. Cả chục km, một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đất đá từ sườn núi sạt xuống lấp đường đi. Thế nhưng cung đường này đã rất quen thuộc với các cô giáo mầm non dạy tại điểm trường. Không chỉ giảng dạy, các cô còn phải đi đến từng nhà trong bản để vận động học sinh ra lớp. Đi vận động học sinh ra lớp thì cũng đi cả ngày mới đến từng nhà phụ huynh được. Sau khi quay về điểm trường thì đã tối, mà lúc đấy đã phải khóc, nhưng mà vì mình yêu nghề và cũng trẻ nó ham mê học, phụ huynh nó quý cô giáo ấy, mình cố gắng. Còn tại điểm trường mầm non Từ Xa, cách trung tâm xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông gần 5 km, không điện, không bể nước, không có nhà ở cho giáo viên, bếp ăn còn tạm bợ. Giáo viên dạy tại điểm trường này thường xuyên thay đổi. Cô giáo Trá Thị Hạ là giáo viên duy nhất gắn bó lâu dài. Tại vì em cũng là người dân ở trong bản ấy, nên là em mới có thể là gắn bó với dân lâu như thế. Còn trước đây thì cũng có một giáo viên, cũng là giáo viên ở trên Điện Biên, do đi làm xa gia đình ấy, khó khăn đi lại nữa, nên là cô ấy cũng xin chuyển về Điện Biên rồi. Các huyện vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên có hàng trăm điểm trường mầm non, nằm trên các bản làng xa xôi cách trở. Đường xá đi lại nguy hiểm, điều kiện làm việc, ăn ở thiếu thốn. Thế nên nhiều giáo viên công tác được một thời gian, rồi lại xin chuyển vùng, chuyển ngành. Thế thì ngành giáo dục thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng chỉ sử dụng là cái công tác tuyên truyền, vận động. Để thầy cô thôi cố gắng cống hiến cho ngành. Không được gây áp lực thầy cô, đặc biệt là các đồng chí hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị, không được gây áp lực với thầy cô. Cái thứ hai nữa là quan tâm, chia sẻ, động viên, rồi thì đùm bọc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, xem xét về điều kiện, hoàn cảnh của từng thầy cô để có cái giải pháp để tháo gỡ khó khăn, giữ chân các thầy cô. Rồi chúng tôi cũng đã có kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành trung ương để có cái chính sách làm sao thu hút. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giáo viên mầm non làm việc tại các điểm trường vùng cao được hưởng lương phụ cấp giống như vùng thuận lợi. Vậy nên làm thế nào để giữ chân các cô ở lại với trường học vùng khó vẫn là bài toán chưa tìm được lời giải ở Điện Biên.